Tưởng là chị em thân thiết, Minh Hằng, Ngọc Trinh lại lộ rõ cơ tâm qua bộ ảnh đẹp như mơ. Để chiêu đãi khán giả trên bàn tiệc nhan sắc, mới đây, nhà sản xuất phim Chị Chị Em Em 2 đã tung thêm những hình ảnh mới đẹp nghẹt thở của Minh Hằng, Ngọc Trinh. Không chỉ tung ra poster chính thức đậm không khí Tết với mai vàng, lì xì đỏ thắm mà phim Chị Chị Em Em 2 cùng hé lộ video Minh Hằng, Ngọc Trinh gửi lời chúc Tết. Tạm xa rời hình ảnh mỹ nữ quyến rũ, hai cô gái hóa thành thiếu nữ ngọt ngào với áo dài xưa, mái tóc cổ điển, mang tới những câu chúc cực kỳ thú vị. Cùng với clip chúc Tết, Minh Hằng và Ngọc Trinh đã tung ra bộ ảnh mới nhất dưới góc máy của nhiếp ảnh gia Trí Nghĩa. Không chỉ gợi cảm hết mức trong những bộ váy dạ hội lộng lẫy, hai nữ diễn viên còn có biểu cảm cực kỳ bí ẩn, khiến khán giả không ngừng tò mò về những âm mưu đang ẩn giấu phía sau tình chị em tưởng như thân thiết. Ai cũng thắc mắc, không biết vai diễn của Ngọc Trinh hay Minh Hằng sẽ hắc hóa nhiều hơn trong cuộc chiến tranh giành quyền lực, tiền bạc. Chỉ biết rằng, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã chọn hai mỹ nhân cho dự án Chị Chị Em Em 2 từ trước khi hoàn thiện kịch bản. Đã từng hợp tác với Minh Hằng, Ngọc Trinh trong nhiều dự án trước, nên Vũ Ngọc Đãng biết rõ tính cách, thế mạnh, sở trường của từng người. Chính vì thế, từ khi mới lên ý tưởng về câu chuyện phim chứ chưa cần bắt tay vào viết kịch bản, anh đã quyết định sẽ mời bằng được Minh Hằng và Ngọc Trinh phụ vai hai nữ diễn viên chính. Và cả hai người đẹp đều đồng ý ngay mà không cần đọc kịch bản. Anh nể Minh Hằng vì đã tự quyết định cho cuộc đời mình, chứ không còn phải phụ thuộc hay dè chừng điều gì. Còn Ngọc Trinh được nam đạo diễn quý mến vì tinh thần cầu thị, luôn sẵn sàng xông pha và thực hiện những điều mình mong muốn. Và quả nhiên, cặp đôi chị em này không khiến Vũ Ngọc Đãng cũng như khán giả thất vọng. Hai người đẹp xông pha hết mình trong từng cảnh quay, không ngại khó khăn, chịu đau đớn, tập luyện cho những phân đoạn khó suốt nhiều ngày trời. Liệu cặp đôi Minh Hằng, Ngọc Trinh sẽ mang lại những bất ngờ cho khán giả trong dịp Tết Quý Mão bằng một bộ phim tưởng như ngọt ngào lại hóa kịch tính?